chào các bạn, mình là Nam, mình là thành viên của đội bóng Zodiac. Hôm nay mình dự đoán tỷ số giữa 1-2 và Zodiac sẽ là 2-1 như người phía Zodiac. Okay, cảm ơn. Chào các bạn, mình là Minh, cầu thủ của đội Kiến Trúc Việt. Hôm nay mình xin dự đoán là Kiến Trúc Việt thắng với tỷ số 3-1. Ok, cảm ơn Minh. Anh chụp quay chưa? Chào. Xin chào mọi người, mình là Huy, mình hiện đang thi đấu cho FC Cebeno. Hôm nay mình dự đoán tỷ số giữa FC Cebeno và Kiến Trúc Việt là 4-2 nghiêng về Cebeno. Ok, cảm ơn em. Vâng. Thanh, anh giới thiệu nào? Mình là Thanh, là từ văn phòng 1-2, cầu thủ của 1-2. Anh dự đoán như nào về tỷ số trận hôm nay? Giữa Zolak và 1-2, mặc dù rất là tôn trọng và coi Zodiac là ứng cử viên, nhưng mà cũng hy vọng rằng là 1-2 sẽ chiến thắng trong loạt sút penalty. Tỷ số là sẽ là 2-2 ở hiệp thi đấu chính thức và 1-2 sẽ thắng ở penalty. Ok, cảm ơn anh. Vẫn Kara Window, hôm nay tỷ số bạn phỏng đoán là bao nhiêu? Chắc chắn là 3-1 rồi. 3-1. Em nghĩ là 2-0 anh ạ. 3-0 anh ạ. 4-0 anh ạ. 4-0. Yeah. Rồi, Kara Window. Một đoán hôm nay là 3-2 nghiêng về Kara. Ok. Không đều, Một thắng 5-0. Không đều. Lưu rồi, vào lần lưu rồi. Penalty. Lần lưu thắng 5-4. Xin chào các bạn, tôi đang được gặp cầu thủ Bùi Minh Hùng, một cầu thủ có thể nói là một trong những top cầu thủ đẹp trai nhất của giải Con Cup năm nay. Thế hỏi Hùng, hôm nay anh dự kiến thế nào về cục diện trận đấu giữa Kiến Xây và 246 cũng như tỷ số anh dự đoán? Thật ra khi mà được nhìn 246 đá thì Kiến Xây rất là lo lắng, nhưng mà với tinh thần quyết tâm của đội bóng đến từ xứ Trà thì chúng tôi luôn sẽ cố gắng hết sức mình để có được một trận thi đấu tốt, công hiến cho khán giả cũng như là cho tất cả cổ động viên ở đây. Và cá nhân tôi dự kiến là trong hai hiệp chính sẽ tỷ số sẽ là 2-2 vì cả hai đội đều rất là công hiến trong tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Như vậy là sẽ hai đội sẽ bước vào penalty và chiến thắng sẽ thuộc về đội nào? Tôi sẽ dự đoán là Kiến Xây giành chiến thắng. Ok, xin chúc mừng Kiến Xây và hy vọng là kết quả đúng như anh mong muốn. Chúng hai đội sẽ thi đấu một trận fair play và công hiến. Hẹn gặp lại. Xin chào anh Phan Duy Đông, thành viên thường trực và kiệt xuất của ban tổ chức. Hôm nay lại được phỏng vấn anh chứ không phải để anh phỏng vấn người khác. Xin hỏi anh cục diện trận đấu hôm nay giữa Zone và 1-2 thì theo anh chính xác tỷ số sẽ như nào? Tỷ số trận đấu này có lẽ là cũng khá là nhiều, khoảng tầm 3-0 đến 4-0 nhỉ? À, thế là nhiều anh. Vâng. Vậy thì chính xác là anh đặt cược vào tài hay xỉu? 3-4 Zolak sẽ thắng 4-0. Ok, hy vọng là anh sẽ là người may mắn. Cảm ơn nhé. Xin chào bạn. Chào anh. Hôm nay bên đội Bình Đá với đội nào nhỉ? Hôm nay em là bên Trực Tiến gặp Kenly. Xin chào. Hôm nay trận đấu giữa FC Kiến với cả Kenly thì cảm xúc của bạn hôm nay như thế nào? Thực ra là em cảm thấy rất là bởi vì là bản thân Kiến và Kenly đã có một cái hẹn nhau. Cái trận đấu này là kết quả cho cái giải đấu nên là cái này kết quả nào? Ok. Bạn dự đoán kết quả ngày hôm nay ra sao? Hiện tại thì bản thân đội Kiến cũng gần như là đặt mục tiêu. Anh em đều ra sân là có phải là cái trận của em. Nên là những cái trận đấu này sẽ là một trận đấu khá là phổ biến cho đội bóng. Và em mắt em dự đoán là Kiến thắng nhẹ 2-1. Ok, thế là chúc mừng bạn và FC Kiến nhé. Chúc chiến thắng. Let's go. Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar. Como un